mô nha. Ừ, bằng xe máy thôi. Đấy, đấy. Đó, cháy lửa này. Thấy chưa okay. Các bác mà sử dụng dynamo mà mỏng dày có 2 dây ra là thử cái đó được nha. Cái dynamo thì thử được luôn. Thử xe máy không được, chỗ cái kia phải cấp chứ. Hả? Cấp nguồn mới được chứ. Dynamo loại mà nó dày á. Không. Nó không có ra điện đâu. Hai đời. Một đời không cấp nguồn. Rồi, như này đi. Loại có 2 dây là thử cái đó nha. Khác lỗ nha. Cái này nó hơi khác lỗ nhưng mà về anh chỗ khó anh ấy lại. Lỗ nào? Khoan hai lỗ này to rồi. Đâu có. Khác chút. Cái lỗ trên dưới á. Đây này, cái lỗ không có nó. Rồi, cục này.